những màn rượt đuổi trên biển kịch tính như phim hành động, những người dân bị khủng bố đến thất thần, những tiếng loa ông ổng dọa nạt từ tàu hải cảnh Trung Quốc, hình ảnh loạt vòi rồng phun xối xả vào chiếc tàu cá đã sơ xác nát bươm, hốt hoảng chạy trốn khỏi ngư trường truyền thống, những sóng gió ngoại giao cao hơn sóng biển Đông và những phán quyết quốc tế bị coi rẻ. Cuối tháng 8 năm 2023, Biển Đông lại một lần nữa dậy sóng vì hành động lấn chiếm lãnh hải ngang ngược của chính quyền Trung Nam Hải, căn cứ vào cái mà họ gọi là đường 10 đoạn hay đường 9 đoạn. Đường 9 đoạn còn gọi là đường lưỡi bò, đường chữ U, đường 9 khúc, là tên gọi dùng để chỉ khu lãnh hải tại Biển Đông mà Trung Hoa Dân Quốc và kế tiếp đó là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chủ trương và đơn phương tuyên bố chủ quyền. Nó xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 2 năm 1948 dưới thời chính quyền Trung Hoa Dân Quốc. Bắt đầu đây là đường 11 đoạn và xuất hiện công khai lần đầu tiên vào tháng 2 năm 1948 trong phụ lục bản đồ vị trí các đảo Nam Hải của bản đồ khu vực hành chính Trung Hoa Dân Quốc do Cục Phương vực Bộ Nội chính Trung Hoa Dân Quốc phát hành. Đường này được vẽ đại khái, không có tính chuyên môn, giống như chỉ là tiện tay vẽ ra. Có khi nó bị rút mất hai đoạn, từ 11 đoạn xuống còn 9 đoạn vào năm 1953, rồi lại tăng lên một đoạn thành 10 đoạn năm 2014. Trong suốt một thời gian dài, đường lưỡi bò chỉ thể hiện trên bản đồ, không có tuyên bố và hành động khẳng định đi kèm. Đến năm 2003, Tổng thống Đài Loan Trần Thủy Biển đã bác bỏ chính sách về đường 9 đoạn. Ngược lại, nhà nước Trung Quốc vào năm 2009 lại gửi công hàm lên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Dựa trên đường 9 đoạn, đã tuyên bố quyền tối cao đối với các đảo ở Biển Đông và các vùng biển lân cận, làm thổi bùng lên những tranh chấp trong khu vực giữa Trung Quốc và các nước ASEAN. Vào ngày 12 tháng 7 năm 2016, trong vụ kiện chủ quyền của Philippines, Tòa án Trọng tài Thường trực theo phụ lục 7 của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS bác bỏ đường 9 đoạn với lý do không có căn cứ pháp lý cho việc Trung Quốc nêu quyền lịch sử về các tài nguyên nằm trong vùng biển trong đường 9 đoạn. Rõ ràng đường 9 đoạn là phi pháp, song Trung Nam Hải chẳng coi phán quyết này ra gì. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là đường 9 đoạn có căn cứ lịch sử không? Như đã nói, đường 9 đoạn không có căn cứ lịch sử, nó chỉ xuất hiện từ năm 1948. Ngày 28 tháng 3 năm 2014, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tặng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình một tấm bản đồ cổ sau tiệc chiêu đãi. Tấm bản đồ có tên là China Proper, Trung Quốc đích thực, do nhà bản đồ học người Pháp Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville vẽ, dựa trên các cuộc khảo sát địa lý do các nhà truyền giáo dòng tên thực hiện trước đó và được một nhà xuất bản ở Đức xuất bản năm 1735. Bản đồ thể hiện lãnh thổ Trung Quốc vào đầu thời Càn Long, khoảng 1735 đến năm 1740, là thời cực thịnh khi mà lãnh thổ Trung Quốc rộng lớn nhất. Dẫu vậy, nó không bao gồm những lưỡi bò bao trọn quần đảo Hoàng Sa và các quần đảo trên Biển Đông. Vào thời gian này, các chúa Nguyễn của Việt Nam khai thác Hoàng Sa. Một nhà sưu tập người Việt là ông Trần Thắng đã sưu tập được 75 bản đồ Trung Quốc được xuất bản trong vòng 400 năm. Từ bản đồ năm 1618 đến năm 2008, các bản đồ này đều do các nước phương Tây phát hành. Ông Thắng nói rằng, dù bản đồ xuất bản tại Trung Quốc hay tại phương Tây, chúng có chung một điểm là đảo Hải Nam là điểm cuối cùng nằm ở phía nam của Trung Quốc. Hoàng Sa và Trường Sa chưa bao giờ thuộc về Trung Quốc. Người ta không khỏi nghi ngờ rằng, đường 9 đoạn là một sản phẩm biên tạo. Đối với các bên liên quan, nó rõ ràng là một sự vô lý. Nhưng vô lý rành rành mà vẫn được chính quyền Trung Quốc sử dụng, thì họ có dụng ý gì đây? Hãy cùng nhớ lại câu chuyện chỉ hưu bảo ngựa và quyền thuật chính trị của những nhân vật pháp gia. Năm 209 trước Công Nguyên, Thái giám Triệu Cao trở thành thừa tướng của nước Tần. Ông ta thao túng triều chính, qua mặt cả hoàng đế Tần Nhị Thế, để thử lòng các quan viên trong triều đình nước Tần. Triệu Cao đã cho dắt một quan hưu đến trước mặt Tần Nhị Thế và nói: "Tâu bệ hạ, thần đã tìm cho ngài một con ngựa đẹp." Tần Nhị Thế cãi lại: "Thừa tướng nói sai rồi, đây rõ ràng là một con hươu mà." Triệu Cao nói: "Đây rõ ràng là ngựa. Mọi người nói xem, đây là hươu hay là ngựa?"
Triệu Cao lần lượt hỏi quan viên nhà Tần như vậy. Những người dám nói đấy là hưu, sau đó đều bị Triệu Cao trị tội. Một số người im lặng không dám nói gì. Còn lại rất nhiều người vào hùa với ông ta, nói rằng đây là ngựa, khiến cho Tần Nhị Thế cũng thấy hoang mang, tưởng mình loạn trí. Triều đình nước Tần trị quốc bằng pháp gia, Triệu Cao cũng là một nhân vật theo pháp gia. Pháp gia có một đặc điểm đó là cấm ba loại tự do: tự do hành động, tự do ngôn luận, tự do tư tưởng. Hàn Phi Tử, nhân vật đại diện của pháp gia, từng nói rằng pháp gia trá cao nhất là cấm cái tâm, tiếp đến là cấm nói, tiếp đến là cấm làm. Triệu Cao cố ý đưa ra một kết luận mà ai cũng biết là vô lý, nhưng bởi họ sợ hãi quyền thế của ông ta, họ đa phần không dám lên tiếng phản bác. Thực tế là hễ ai dám nói sự thật đều bị trừng phạt. Đó là âm mưu chính trị, là thuật của Triệu Cao. Trong pháp gia có pháp, thuật, thế, pháp là ác pháp. Thứ luật pháp làm ra không phải để hỗ trợ đạo lý, mà là công cụ của kẻ cai trị bức hại nhân dân. Thuật là âm mưu chính trị, thế là quyền lực độc tài. Đến ngày nay thì Đảng Cộng sản Trung Quốc chính là truyền nhân của pháp gia và thuật chỉ hưu bảo ngựa. Đảng Cộng sản Trung Quốc kể từ thời Mao Trạch Đông đã tôn sùng pháp gia, và từ thời Mao cũng đã tràn ngập những điều vô lý. Nhưng ai dám nói lên sự thật đều bị bức hại, bằng chứng lịch sử là không thiếu. Sau màn diễn hoang đường của cuộc vận động đại nhảy vọt với những mục tiêu không tưởng như là làm hai vụ lúa một năm ở Hồ Nam, nơi vốn chỉ làm được một vụ do điều kiện bất khả kháng về khí hậu, rồi là sản xuất thép đuổi kịp Anh quốc trong 15 năm, hoặc sản lượng lúa đạt 60 tấn, rồi 120 tấn, 180 tấn trên hecta, hoặc là toàn dân diệt chim sẻ, vân vân. Tất cả là khoảng 20 triệu người Trung Quốc chết đói, và nền kinh tế nước này dậm chân tại chỗ hàng chục năm sau đó. Trong hội nghị Lư Sơn năm 1959, có thành viên hội nghị nào mà không ngầm đồng ý với quan điểm của tướng Bành Đức Hoài rằng đại nhảy vọt mà Mao cổ động là ngu xuẩn? Nhưng đó chính là con ngựa của Mao mà chỉ có Bành Đức Hoài dám gọi đúng bản chất của nó là con hươu. Kết quả là ông ta bị bắt buộc phải ký vào một nghị quyết kết tội và khai trừ mình ra khỏi chính quyền trung ương. Hay như phong trào tu luyện Pháp Luân Công trước tháng 7 năm 1999, được chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc thừa nhận là tốt. Từ đài truyền hình trung ương CCTV cho đến các tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình địa phương, các tổ chức thuộc Bộ Công an, từ các quan chức trung ương và địa phương đến người dân thường Trung Quốc, đều hết lời ca ngợi hiệu quả tích cực của môn này với sức khỏe của người tập, cũng như nâng cao đạo đức xã hội, góp phần cải thiện an ninh và các vấn đề y tế, v.v. Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc khi đó là Kiều Thạch nói rằng Pháp Luân Công chỉ có 100 điều lợi mà không có một điều hại. Năm 1998, cựu Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ từng viết thư cho Bộ An ninh Công cộng. Trong đó ông nói rằng Pháp Luân Công đã giúp tiết kiệm cho chính phủ một số tiền rất lớn về thuốc men và công an nên tập trung sức lực để giữ gìn an ninh thay vì hành hung các đệ tử Pháp Luân Công. Thì rất nhiều những cơ quan truyền thông lớn nhỏ trước kia đã từng ca ngợi Pháp Luân Công đều quay quắt lại phỉ báng môn tu luyện này. Thì ai còn nói Pháp Luân Công là tốt thì đều gặp rắc rối. Pháp Luân Công vẫn là Pháp Luân Công, nhưng chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thay đổi. Có phải là Giang Trạch Dân đã dắt ra con hươu của Triệu Cao để xem ai dám bảo nó là con ngựa? Vậy thì trở lại câu chuyện chính, sự im lặng hàng chục năm của Trung Quốc về đường lưỡi bò có tác dụng gì? Sau sự kiện Thiên An Môn năm 1989 và bị phương Tây chỉ trích, cựu lãnh đạo Đặng Tiểu Bình đã đề ra một chính sách đối ngoại nổi tiếng là thao quan nhượng hối. Ý của nó là Trung Quốc nên thúc đẩy kinh tế của mình, xây dựng quốc lực mà không gây hấn với các nước. Là nhân vật lãnh đạo hạt nhân thuộc một đảng chính trị tôn sùng pháp gia, có lẽ Đặng hiểu rằng thế hay sức mạnh của Trung Quốc vẫn chưa đủ. Chưa đủ thế thì chưa thể dùng thuật và áp đặt pháp. Nhưng khi vượt qua Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vào năm 2010 chỉ sau Mỹ, Trung Quốc cho rằng thế của mình đã đủ, có thể công khai về đường lưỡi bò, cũng tuyên bố chủ quyền đối với 75% diện tích Biển Đông, một thứ thuật chỉ hưu bảo ngựa, và áp đặt những ác pháp,
vì nhiều cấm các nước khác đánh bắt cá trong khu vực đường lưỡi bò của Trung Quốc. Liệu Trung Quốc có thể thành công không? Và ngoại giới cần phải làm gì? Trung Quốc khẳng định chủ quyền lãnh hải dựa trên đường lưỡi bò để thử phản ứng của các quốc gia Đông Nam Á và ngoại giới. Cũng giống như Triệu Cao dắt con hươu để thử lòng quan viên Triều Tần, Trung Quốc có thể sử dụng các biện pháp vũ lực hoặc thông qua ngoại giao lôi kéo, mua chuộc để đạt được mục đích của mình, nhưng không phải với liên minh của các nước ASEAN, mà với từng nước một. Đó là lý do Trung Quốc chỉ muốn đàm phán với riêng từng nước ASEAN. Các nước thì Trung Quốc sử dụng lợi ích kinh tế, có nước thì mua chuộc giới tinh hoa, có nước thì đe dọa dùng biện pháp quân sự, có nước thì sử dụng con bài về chung ý thức hệ cộng sản, v.v. Tương tự như cách Trương Nghi phụng mệnh từng vương đến từng nước thời chiến quốc để kết thân hay đe dọa, hoặc gây mâu thuẫn nội bộ các nước, v.v. Với mục đích phá vỡ chiến lược hợp tung 6 nước chống Tần của Tô Tần trước đó. Sau này tổng kết lại nguyên nhân 6 nước thất bại và diệt vong, danh sĩ Tô Tuân đời Tống cho rằng không phải vì quân đội 6 nước yếu kém, mà là do từng nước hối lộ nước Tần. Hy vọng Tần chỉ dữ dằn với nước khác mà buông tha nước mình. Con trai ông là danh sĩ Tô Triệt lại cho rằng mấu chốt nằm ở chỗ Tần muốn diệt được 6 nước thì phải bước qua Sát, Hàn và Ngụy. Do vị trí địa lý hai nước này, do vậy chỉ cần 6 nước hỗ trợ cho Hàn và Ngụy thì Tần không làm gì được. Còn người con trai lớn là Tô Thức lại cho rằng vấn đề là tại con người mỗi nước đã bị mua chuộc. Bất luận ra sao, nguyên nhân thất bại của 6 nước có thể thấy ngay trên bề mặt, đó là vì thấy lợi quên nghĩa nên liên minh tan rã và bị nước Tần tiêu diệt. Lịch sử vẫn thường lặp lại. Bài học lịch sử ấy là điều các quốc gia Đông Nam Á không được quên trong cuộc phòng ngự với Trung Quốc. Liên minh ASEAN chỉ có thể giữ được chủ quyền của mình khi biết đưa lợi ích chung lên cao hơn lợi ích riêng, đồng thời phối hợp tốt với những cường quốc có lợi ích gián tiếp ở Biển Đông như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và phương Tây. Thế của Trung Quốc đang đi xuống, theo thời gian sẽ có biến hóa xảy ra. Tháng 12 năm 2022, Nhật Bản công bố chiến lược an ninh quốc gia đầu tiên trong gần 10 năm qua. Thông qua chiến lược này, Tokyo cam kết củng cố liên minh Mỹ-Nhật ở tất cả các lĩnh vực, và không chỉ có mình Nhật Bản. Trong nửa thập kỷ qua, gần như tất cả các đồng minh của Mỹ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương đều tăng cường quan hệ đối tác với Washington và hình thành các mạng lưới mới. Thoạt nghe, điều này có lẽ khó hiểu. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thể hiện mong muốn Mỹ rút khỏi Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Chính phủ Trung Quốc tiếp tục duy trì truyền thống lâu đời là thể hiện thái độ thù địch đối với các liên minh của Washington, vốn là nền tảng cho sự hiện diện của Mỹ trong khu vực. Nhiều nhà phân tích lập luận rằng Bắc Kinh có một chiến lược chặt chẽ, có tính nguyên tắc để gây chia rẽ giữa Mỹ với các đồng minh ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Nhưng khác xa với một chiến dịch được thực hiện tốt, nỗ lực của Bắc Kinh nhằm làm xói mòn các liên minh của Mỹ không chặt chẽ và không có tính nguyên tắc, giúp củng cố thay vì làm suy yếu các liên minh của Mỹ trong khu vực và tạo ra một liên minh mạnh mẽ do Mỹ dẫn dắt để kiềm chế Bắc Kinh trong những năm tới. Tham vọng của Bắc Kinh nhằm cô lập Washington với các đồng minh châu Á đã bị chệch hướng phần lớn bởi mong muốn giải quyết những vấn đề gây bất mãn trước mắt. Thay vì tập trung vào các mục tiêu chiến lược dài hạn, Trung Quốc lại bận tâm về việc làm thế nào để giành được lợi ích chiến thuật ngắn hạn trong tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng, và có được sự sợ hãi từ các nước khác. Điều này dẫn đến những sai lầm lớn về chiến lược và cho thấy Bắc Kinh gần như không giỏi trong việc lập kế hoạch và thực hiện chiến lược dài hạn như nhiều người nghĩ. Việc Trung Quốc theo đuổi các tham vọng lãnh thổ làm xói mòn nỗ lực của họ trong việc phá hoại các liên minh của Mỹ được thể hiện rõ nhất ở Biển Đông. Năm 2016, việc Rodrigo Duterte được bầu cử làm Tổng thống Philippines mang lại cho Bắc Kinh cơ hội lôi kéo một đồng minh lâu đời của Mỹ. Sau nhiều tháng thể hiện thái độ thù địch đối với Mỹ và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Trung Quốc, Duterte tuyên bố tách khỏi Washington và tiết lộ ý định thay đổi lập trường của Philippines. Trung Quốc chuyển sang tận dụng cơ hội trên, giảm các rào cản thương mại đối với Philippines và cam kết đầu tư đáng kể vào nước này. Ban đầu, Bắc Kinh cũng tìm cách giảm bớt xung đột xoay quanh các vùng lãnh thổ tranh chấp ở Biển Đông, vấn đề dễ gây căng thẳng nhất trong quan hệ với Philippines. Đầu năm 2020, Trung Quốc suýt giành thắng lợi lớn trên mặt trận ngoại giao khi Duterte tuyên bố ý định chấm dứt thỏa thuận với các lực lượng thăm viếng VFA.
vốn tạo điều kiện cho quân đội Mỹ hiện diện ở Philippines. Tuy nhiên, trước khi thỏa thuận chính thức chấm dứt, Trung Quốc lại không muốn kiềm chế hành vi của mình ở Biển Đông. Một trong những hành động khiêu khích khác của Bắc Kinh là công khai tái khẳng định quyền kiểm soát đối với các khu vực tranh chấp. Bên cạnh đó, tàu hải quân của họ đã liên tục đe dọa tàu Philippines. Hành vi này khiến Duterte khó chịu và gây bất hòa vào đúng thời điểm Trung Quốc lẽ ra nên tìm cách xoa dịu những tranh chấp như vậy. Bắc Kinh đã phải trả giá cho hành động của mình. Tháng 6 năm 2020, Manila lần đầu tiên đình chỉ quá trình chấm dứt thỏa thuận của Mỹ. Chỉ một năm sau, Duterte lại khôi phục hoàn toàn thỏa thuận này. Bắc Kinh không những không đạt được gì đáng kể ở Biển Đông thông qua các hành động khiêu khích, mà còn lãng phí cơ hội vàng để loại bỏ một yếu tố quan trọng của Liên minh Mỹ-Philippines. Trong số các quốc gia Đông Nam Á, nếu xét về mức độ thay đổi chính sách ngoại giao sau khi thay đổi chính quyền, thì Philippines có thể đứng hàng đầu. Trong 6 năm cầm quyền, cựu Tổng thống Philippines Duterte chưa bao giờ đến thăm Mỹ và cũng không che giấu sự bất mãn với Mỹ. Nhưng đối với Tổng thống hiện nay thì lại khác. Mặc dù mới chỉ nắm quyền được hơn một năm, nhưng Tổng thống đương nhiệm Marcos đã thực hiện sự nâng cấp quan hệ đồng minh Philippines-Mỹ. Sự thay đổi nhanh chóng này không chỉ tác động đến quan hệ song phương Mỹ-Philippines, mà còn tác động đến các nước khác. Cả Mỹ và Philippines đều có nhu cầu cấp thiết đối với việc nâng cấp quan hệ đồng minh. Vị trí địa lý của Philippines có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Quần đảo Philippines dài 1.850 km từ Bắc xuống Nam và rộng 1.100 km từ Đông sang Tây, là một phần của chủ đảo ở phía Đông châu Á. Quần đảo Philippines không chỉ phân bố rộng mà còn có nhiều eo biển bao quanh. Chẳng hạn như eo biển Ba Sĩ giữa cực Bắc Philippines và đảo Đài Loan, eo biển Mindoro và eo biển Balapac giữa cực Nam và đảo Kalimantan. Khi thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, chính quyền Biden mong muốn rằng Philippines đóng vai trò là tiền đồn quân sự quan trọng, đồng thời bảo đảm sự hiện diện quân sự linh hoạt ở Philippines. Philippines là nước có lịch sử lâu đời nhất trong năm nước đồng minh của Mỹ ở châu Á. Mỹ và Philippines đã lần lượt ký kết Hiệp ước Phòng thủ chung năm 1951, Hiệp định các lực lượng viễn thâm VFA năm 1998 và Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Tăng cường EDCA năm 2014. Có ba lý do khiến Philippines hoan nghênh việc nâng cấp quan hệ đồng minh với Mỹ. Thứ nhất, do các tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông, nên Philippines muốn sử dụng sức mạnh của Mỹ, đồng minh duy nhất để cân bằng Trung Quốc. Philippines nghi ngờ về hiệu lực của Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ-Philippines được hai nước ký kết cách đây 72 năm, nên muốn Mỹ đưa ra cam kết mới và rõ ràng về việc đảm bảo an ninh cho Philippines. Thứ hai, tiến trình hiện đại hóa quân sự của Philippines diễn ra chậm chạp và Philippines hy vọng có được sự giúp đỡ của Mỹ, là nước có tốc độ tăng trưởng không quá cao trong số các nước Đông Nam Á. Nên việc Philippines muốn mượn sức từ bên ngoài là điều không có gì khó hiểu. Thứ ba, không thể bỏ qua các yếu tố chính trị nội bộ của Philippines. Trong hệ thống quân sự và ngoại giao của Philippines, có rất nhiều nhóm chủ trương cứng rắn với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Đảng cầm quyền, đảng đối lập và các lực lượng chính trị ở Philippines thường công kích lẫn nhau, tranh nhau sử dụng quân bài chủ nghĩa dân tộc, kích động tinh thần dân tộc và chuyển hướng sự chú ý trong nước. Chính quyền Marcos chủ trương củng cố và nâng cấp quan hệ đồng minh Mỹ-Philippines và dựa vào Mỹ để kiềm chế Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Nhưng ở mức độ nhất định cũng xuất phát từ nhu cầu đấu tranh chính trị trong nước của Philippines. Không có gì lạ khi Philippines và Mỹ tuyên bố củng cố quan hệ đồng minh. Nhưng kể từ khi ông Marcos lên nắm quyền, Liên minh Mỹ-Philippines đã có nhiều sự nâng cấp mang tính thực chất, chủ yếu được thể hiện ở ba khía cạnh sau. Thứ nhất, Philippines cho phép Mỹ mở thêm căn cứ quân sự. Văn phòng Tổng thống Philippines ngày 3 tháng 4 năm 2023 đã công bố vị trí của các căn cứ bổ sung cho quân đội Mỹ, lần lượt là căn cứ hải quân Camilo Oceas ở Santa Ana và sân bay Lap đều thuộc tỉnh Cagayan, phía bắc đảo Luzon, căn cứ Metro de la Cruz ở Gamu, tỉnh Isabela và căn cứ Balapac thuộc đảo Balacuan. Điều đáng đặc biệt chú ý là ba căn cứ này nằm ở tỉnh Cagayan và Isabela, phía bắc đảo Luzon, chỉ cách Đài Loan 400 km. Từ góc độ của Mỹ, ba căn cứ này có thể đóng vai trò giúp bảo vệ Đài Loan. Khi cần thiết, căn cứ gần đảo Palawan được coi là nhằm vào Trung Quốc, có ý định tăng cường khả năng can thiệp quân sự của Mỹ. Hiện trên lãnh thổ Philippines có tổng cộng 9 căn cứ quân sự của Mỹ đang hoạt động. Có thông tin cho rằng Philippines có thể sẽ cho phép Mỹ mở thêm 8 căn cứ nữa. Bằng cách này, Mỹ hy vọng đạt được ý đồ chiến lược là ngăn chặn Trung Quốc ngay ở chuỗi đảo thứ nhất.
Dấu hiệu thứ hai của việc Mỹ và Philippines nâng cấp quan hệ đồng minh là có cuộc tập trận chung quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Cuối tháng 4 năm 2023, Philippines và Mỹ đã tổ chức một cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn chưa từng có ở vùng biển xung quanh Biển Đông. Cuộc tập trận chung Balikanta vai kề vai Mỹ-Philippines kéo dài 2 tuần và có sự tham gia của 17.000 binh sĩ. Số lượng binh sĩ tham gia cuộc tập trận chung năm nay nhiều gần gấp đôi so với năm 2022. Cuộc tập trận chung Mỹ-Philippines lần này nhằm củng cố liên minh và nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của quân đội hai nước. Điều đáng chú ý là quy mô của cuộc tập trận chung không chỉ lớn chưa từng có, mà điều quan trọng hơn là nội dung cuộc tập trận đã vượt ra khỏi phạm vi bảo vệ an ninh của Philippines, hướng tới việc chuẩn bị đối phó với cuộc xung đột quy mô lớn, cường độ cao có thể xảy ra ở nước thứ ba. Trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Philippines Duterte, cuộc tập trận vai kề vai Mỹ-Philippines chủ yếu mang tính chất chống khủng bố và đối phó với khủng hoảng nhân đạo. Cuộc tập trận vai kề vai năm nay nhằm giới thiệu và thể hiện năng lực quân sự truyền thống cũng như chuẩn bị đối phó với cuộc xung đột quy mô lớn trong khu vực. Cuộc tập trận này mang tính răn đe, cho thấy Mỹ có thể hòa nhập và hợp tác hiệu quả với quân đội Philippines khi cần thiết. Quân đội Mỹ đang kề vai sát cánh chiến đấu với quân đội Philippines là tín hiệu mạnh mẽ mà Mỹ muốn gửi tới đối thủ tiềm năng Trung Quốc. Lấy sự hiện đại hóa của liên minh Mỹ-Philippines để thúc đẩy sự hiện đại hóa quốc phòng của Philippines là bằng chứng thứ ba về việc Mỹ và Philippines nâng cấp quan hệ đồng minh sau đối thoại an ninh quốc phòng 2+2. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết hai bên đã nhất trí hoàn tất lộ trình viện trợ quân sự của quân đội Mỹ cho Philippines trong vòng 5-10 năm tới. Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo cho biết hai bên đã tăng cường cam kết hiện đại hóa liên minh Philippines và Mỹ. Quan hệ đối tác của chúng tôi cần đóng vai trò mạnh mẽ hơn trong việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế. Từ đó có thể thấy Philippines có ý định gắn bó chặt chẽ với Mỹ về xây dựng lực lượng quân sự. Thời gian vừa qua, Philippines đã thay đổi thái độ một cách mạnh mẽ, đã công khai đối đầu và đưa ra công luận những hành vi đe dọa và hình ảnh xấu xí từ Bắc Kinh trong sự kiện bãi cỏ mây vào ngày 5 tháng 8. Cho đến nay, căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines về bãi cỏ mây dù đã tạm lắng, nhưng những tranh cãi trên truyền thông của cả hai bên vẫn chưa dừng lại. Rõ ràng do quan hệ đồng minh Mỹ-Philippines được củng cố, nên lập trường của Philippines trong vấn đề Biển Đông đã trở nên cứng rắn hơn. Điều này sẽ gợi nhiều suy nghĩ cho các quốc gia Đông Nam Á khác cũng có liên quan đến tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông, bao gồm Indonesia, Malaysia và Việt Nam. Biện pháp an ninh hóa quan hệ song phương Mỹ-Philippines có thể khiến các bên liên quan mở rộng và tăng cường quan hệ an ninh với các cường quốc tầm trung và lớn ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhằm đối phó với các thách thức an ninh khu vực nghiêm trọng, trong đó có Biển Đông, đặc biệt là dựa vào các cường quốc như Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và các cường quốc tầm trung như Australia, Hàn Quốc để cân bằng với Trung Quốc. Về hình thức hợp tác, có thể bao gồm việc tổ chức định kỳ đối thoại an ninh, quốc phòng, đào tạo nhân viên quân sự, tiến hành các cuộc tập trận chung song phương, đa phương hẹp và đa phương. Việt Nam đã cùng với Mỹ nâng cấp quan hệ ngoại giao lên mức đối tác chiến lược. Việt Nam mới đây còn tỏ ý sẽ cùng Australia nâng cao quan hệ lên mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện. Năm ngoái, Việt Nam và Hàn Quốc cũng đã đạt đến tầm đối tác chiến lược toàn diện. Cả Australia và Hàn Quốc đều là đồng minh của Mỹ. Ngoài ra, các nước Đông Nam Á có tranh chấp trực tiếp với Trung Quốc trên Biển Đông sẽ tăng cường hợp tác với Philippines. Mặc dù một số nước Đông Nam Á có xung đột lợi ích trong vấn đề Biển Đông, nhưng lại có lợi ích chung trong việc cùng đối phó với mối đe dọa Trung Quốc, cụ thể là Việt Nam và Philippines, đang có xu hướng hợp tác trong vấn đề Biển Đông. Trong tương lai, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Indonesia và Brunei có thể tăng cường hợp tác đa phương hẹp về vấn đề Biển Đông, bao gồm cả việc tổ chức đối thoại năm bên, thậm chí tổ chức các cuộc tập trận chung trên biển, tuần tra chung và các hoạt động giao lưu hữu nghị trên các đảo đá trong khuôn khổ đa phương hẹp. Đông Nam Á đang ngày càng trở thành đấu trường cạnh tranh quyền lực quyết liệt giữa Mỹ và Trung Quốc vì vị trí và vai trò của nó trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Một số học giả có quan điểm rằng, Đông Nam Á có tầm vóc lớn như một nơi thử nghiệm cho sự phát triển của Trung Quốc với tư cách là một cường quốc và là cửa ngõ cho sự bành trướng toàn cầu của nước này trong tương lai. Mặc dù cạnh tranh quyền lực lớn đã tồn tại ở khu vực này từ khá lâu, nhưng hiện nay nó đã trở thành một vấn đề đáng lo ngại vì điều này dẫn đến quá trình quân sự hóa nhanh chóng trong khu vực. Một mặt, Trung Quốc vẫn đang dùng các lợi ích kinh tế trong sáng kiến vành đai và con đường BRI để tăng cường ảnh hưởng, đồng thời
Bắc Kinh cố gắng thể hiện nỗ lực hợp tác với các nước Đông Nam Á thông qua ký kết Bộ Quy tắc ứng xử COC, nhằm giúp xoa dịu tình hình ở Biển Đông. Tuy nhiên, nước này vẫn đang tiếp tục những hành động hung hăng hiếu chiến tại Biển Đông, với vụ việc gần đây nhất là việc Philippines cáo buộc lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc xịt vòi rồng vào một tàu Philippines đang tiếp tế cho binh lính nước này đang đồn trú tại bãi cỏ mây. Ngoài ra, đã từ lâu, truyền thông Mỹ đã đưa tin về khả năng Trung Quốc xây dựng căn cứ quân sự ở Campuchia. Nhưng giờ đây, các hình ảnh vệ tinh từ Masa Technology cho thấy sự chuyển đổi mạnh mẽ mà căn cứ hải quân Campuchia, tức là căn cứ hải quân Rim gần Sihanoukville trên vịnh Thái Lan, đã có báo cáo cho rằng căn cứ này có thể trở thành tiền đồn nước ngoài thứ hai của Trung Quốc sau khi mở căn cứ ở quốc gia Đông Phi, Djibouti vào năm 2017. Hình ảnh vệ tinh được công bố vào tháng 6 năm 2023 cho thấy việc xây dựng một số tòa nhà, đường xá mới và một bến tàu lớn hơn nhiều so với kích thước cầu cảng ban đầu của căn cứ. Báo cáo của Chatham House nêu rõ rằng chính phủ Campuchia trước đây đã trao cho Trung Quốc một khu đất rộng 157 hectare để xây dựng các công trình phòng không, cơ sở chỉ huy chung và lắp đặt radar hải quân gần căn cứ. Các phương tiện truyền thông Campuchia cũng được cho là đã đưa tin về các kế hoạch trong tương lai như xây dựng cơ sở lưu trữ mới, bệnh viện, ủ tàu và đường trượt tại Rim. Trung Quốc cũng đã đầu tư vào việc phát triển sân bay quốc tế Siem Reap Angkor và có thông tin cho rằng 86% công việc đã được hoàn thành và kế hoạch đã bắt đầu vận hành máy bay trên cơ sở thí điểm vào tháng 6 năm nay và vận hành chính thức vào tháng 10 năm 2023. Ngay cả khi Mỹ đang cố gắng hết sức để lấy lại ảnh hưởng đã mất trong khu vực, thì đó cũng sẽ là một nhiệm vụ khó khăn vì Trung Quốc đang là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN. Thương mại song phương đạt 975 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc cũng là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ tư vào ASEAN. Ký ức vẫn còn nguyên về việc Mỹ rút khỏi hiệp ước thương mại quan trọng như Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, mặc dù khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương IPEF đã được chính quyền Biden đưa ra để giải quyết vấn đề bất thường này, nhưng có rất ít thông tin rõ ràng về loại hình tiếp cận thị trường mà các quốc gia châu Á sẽ nhận được và nó sẽ mang lại lợi ích bao nhiêu cho các nước ASEAN. Một nghiên cứu gần đây của Think Tank Mỹ đã đưa ra khuyến nghị, nếu Mỹ phải khôi phục ảnh hưởng đã mất ở khu vực này, thì cần phải đưa ra các sáng kiến chính sách thật sự có lợi cho khu vực, chứ không chỉ xuất hiện như một cơ chế ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc. Chưa kể, nhiều nhà quan sát đang đặt ra nghi ngờ về những cam kết lặp đi lặp lại của Washington với Đông Nam Á, sau khi Nhà Trắng thông báo Tổng thống Joe Biden sẽ bỏ qua hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Jakarta vào tháng tới và cử phó tổng thống đi thay. Dưới áp lực của cạnh tranh Mỹ-Trung, sức ép buộc các nước ASEAN phải chọn bên sẽ tăng. Một khi các quốc gia thành viên chọn bên, về cơ bản sẽ làm lung lay vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực. Hậu quả của việc này vô cùng tai hại, ngay cả khi ASEAN có thể đối mặt với các nước bên ngoài bằng một tiếng nói chung. Nhưng làm thế nào để thực sự giải quyết và điều tiết mối quan hệ giữa các nước lớn? Và không trở thành người đại diện của cuộc đọ sức nước lớn cũng là một vấn đề nan giải. Điều này thử thách trí tuệ chính trị của ASEAN. Sự quyết đoán và hung hăng ngày một ghê gớm hơn của Trung Quốc đã kích hoạt một điều mà họ không mong muốn. Nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã làm một việc mà người Mỹ khao khát nhưng không thành. Đó là khiến Nhật Bản cứng rắn hơn. Thủ tướng Fumio Kishida và nội các của mình đã có cái nhìn thực sự nghiêm túc đối với vấn đề quốc phòng của mình. Cuối tháng 7, Nhật Bản chính thức công bố sách trắng quốc phòng, đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về hoạt động quân sự của Trung Quốc và gọi đó là thách thức chiến lược lớn nhất và chưa từng có đối với Nhật Bản. Trong sách trắng, Nhật còn bày tỏ những quan ngại lớn về tình hình Đài Loan, chọc vào một trong những vấn đề gai góc nhất của Bắc Kinh. Những nước cờ này ngày càng quyết đoán hơn của Tokyo rõ ràng đang khiến Bắc Kinh bực dọc khôn nguôi. Một trong những vấn đề mà sách trắng quốc phòng Nhật đề cập đến là việc Trung Quốc thường xuyên điều tra công vụ đến quần đảo tranh chấp Senkaku điếu ngư ở biển Hoa Đông, đồng thời tiến hành tập trận ở nhiều vùng biển, trong đó có cả Thái Bình Dương, gây báo động ở Nhật Bản và các quốc gia trong khu vực. Sách trắng còn cho rằng mối lo ngại toàn cầu ngày càng tăng về việc Trung Quốc tăng cường các hoạt động quân sự cưỡng chế trên bầu trời và vùng biển xung quanh Đài Loan. Cảng cân quân sự giữa Trung Quốc và Đài Loan đang nhanh chóng nghiêng về phía có lợi cho Trung Quốc. Có thể thấy rõ ràng, Nhật Bản có hai mối lo lớn trong chiến lược đối phó với Trung Quốc. Một là thực trạng Senkaku điếu ngư,
ảnh hưởng trực tiếp đến quốc kế dân sinh của họ. Hai là tình hình căng thẳng dọc eo biển Đài Loan và các vùng nước xung quanh. Rõ là Đài Loan có chuyện gì thì Nhật Bản cũng không thể nào yên thân. Hai mối lo đó sẽ phản ánh trong chính sách quốc phòng của Nhật Bản trong nhiều thập niên tới. Một tình huống bất ngờ liên quan đến Đài Loan là viễn cảnh đặc biệt đáng lo ngại đối với Nhật Bản. Do các đảo phía tây nam của nước này ở gần Đài Loan, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Yasukazu Hamada cho hay sách trắng mới có quan điểm thẳng thắn của Nhật Bản về tình hình Đài Loan, đồng thời nhấn mạnh lập trường không thay đổi của chính phủ Nhật rằng các vấn đề phải luôn được giải quyết thông qua đối thoại. Nhật Bản cho rằng Trung Quốc có thể thúc đẩy kế hoạch xây dựng lực lượng tầm cỡ thế giới vào giữa thế kỷ 21, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về mối quan hệ quân sự ngày càng chặt chẽ giữa Trung Quốc và Nga. Những chuyến bay ném bom chung lặp đi lặp lại và những cuộc điều hướng chung của các tàu thuộc Trung Quốc và Nga rõ ràng là nhằm biểu dương lực lượng chống lại Nhật Bản. Vào đầu thế kỷ này, những người Nhật trước đó vốn thờ ơ với an ninh cũng đã bắt đầu cảm thấy lo lắng nhiều hơn về mối đe dọa quân sự của Bắc Kinh. Trên thực tế, những nỗ lực miệt mài của Thủ tướng Nhật Bản khi đó là Shinzo Abe nhằm thành lập Liên minh Bộ Tứ vào năm 2006 đến năm 2007, chính xác là do lo ngại về sự banh trướng của Trung Quốc. Bộ Tứ bao gồm Nhật Bản, Australia, Hoa Kỳ và Ấn Độ, bốn nền dân chủ lớn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nhật Bản đã âm thầm tăng cường năng lực phòng thủ. Ví dụ, vào cuối thập kỷ đầu tiên của thế kỷ này, Nhật Bản đã có tàu sân bay trực thăng chống ngầm, là tàu sân bay hạng nhẹ được cải tiến, và việc cải tiến tàu sân bay thế hệ tiếp theo gần như đã hoàn tất. Trong cùng thời gian đó, lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản GSDF đã xây dựng kế hoạch tăng cường phòng thủ cho quần đảo Nansei. Tuy nhiên, việc đội tàu đánh cá, lực lượng bảo vệ bờ biển và hải quân Trung Quốc kiên quyết tìm cách đi vào quần đảo Điếu Ngư vào khoảng năm 2012 mới thực sự thu hút sự chú ý của Tokyo. Nhật Bản đã tăng cường lực lượng phòng thủ rất thận trọng, nhưng lần gia tăng này có lẽ là quá thận trọng. Khi Trung Quốc tiếp tục gây áp lực xung quanh các hòn đảo phía nam Nhật Bản, việc triển khai lực lượng phòng vệ Nhật Bản và lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản tại khu vực này đã bị dàn mỏng. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, bởi từ năm 2016 đến năm 2020, số lượng tàu chiến mà Hải quân Trung Quốc hạ thủy sắp xỉ bằng số lượng của toàn bộ hạm đội Hải quân Nhật Bản. Trong bối cảnh đó, những năm gần đây, Nhật Bản đã có những hành động rõ ràng mà nhanh chóng để tăng cường quốc phòng, đặc biệt là việc Thủ tướng Kishida tuyên bố tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng đã thực sự thu hút sự chú ý của người dân. Chính sách quốc phòng của Nhật Bản không còn vòng vo, giờ đây trực tiếp coi Trung Quốc là một vấn đề cần được giải quyết. Ở một phương diện khác mà nói, nếu Nhật thể hiện sự yếu đuối trước Mỹ, tỏ ra bản thân không đủ quyết tâm, thì thực sự là Washington chẳng có lý do gì để bảo vệ Tokyo cả. Người Nhật luôn lo lắng rằng họ sẽ bị bỏ rơi. Nói cách khác, người Mỹ sẽ mất hứng thú với Nhật Bản và thậm chí đạt được hòa giải với Trung Quốc nếu Nhật Bản thiếu quyết tâm bảo vệ an ninh của mình. Vậy thì chăng việc thoát khỏi chủ nghĩa hòa bình thời hậu chiến là quá khó khăn đối với Nhật? Cũng không phải là hoàn toàn là như vậy. Chủ nghĩa hòa bình của Nhật Bản luôn là một cái gì đó kỳ lạ. Có những suy ngẫm lại về chiến tranh Thế chiến thứ hai, cũng có bối cảnh văn hóa và những cân nhắc của đạo đức. Mặc dù có nhiều thiếu sót nhỏ, nhưng lực lượng phòng vệ Nhật Bản luôn là một đội quân thực sự. Những người theo chủ nghĩa hòa bình Nhật Bản luôn tin rằng người Mỹ sẽ làm tiêu vong những mối đe dọa đối với Nhật Bản bằng chiếc ô hạt nhân của mình. Nhưng khi Trung Quốc đang đùa với lửa, đang ngày một khinh thường liên minh Mỹ-Nhật hơn, thì ở Nhật Bản bây giờ đã không còn ai nói lên loại chủ nghĩa hòa bình yếu đuối này. Tinh thần samurai của văn hóa Nhật Bản không cho phép họ đầu hàng, kể cả khi kẻ địch có mạnh hơn mình gấp trăm lần đi nữa. Như đến đây, một vấn đề khác lại nảy sinh là Nhật Bản sẽ phải đối mặt với những thách thức gì khi tăng cường sức mạnh quân sự nhanh chóng như vậy? Và phải chăng động thái ấy đã diễn ra quá muộn? Tất nhiên Nhật Bản không phải bắt đầu từ con số 0. Họ đã có những khả năng tấn công nhất định. Tuy nhiên, do hiến pháp của Nhật Bản và một số điều ước quốc tế có hạn chế đối với vũ khí của Nhật Bản, lực lượng phòng vệ của nước này vẫn là một đội quân có chút dị thường, thiếu quy mô.
Ví dụ, để đối phó với tình hình hiện nay, quy mô của lực lượng phòng vệ hàng hải MSDF cần tăng gấp đôi. Lực lượng phòng vệ trên không ASDF cũng không đạt được quy mô cần có và dường như thích tác chiến ở độ cao hơn 9.000m, hơn là hợp tác với các lực lượng tác chiến khác. Trong 10 năm qua, việc triển khai các lữ đoàn đổ bộ nhanh chứng tỏ lực lượng phòng vệ mặt nước Nhật Bản đang trở thành một lực lượng cơ động hơn và khả năng chiến đấu kết hợp của lực lượng này với lực lượng phòng vệ hàng hải cũng ngày càng tăng lên. Tuy nhiên, lực lượng phòng vệ mặt nước đã tập trung vào việc bảo vệ Hokkaido khỏi cuộc xâm lược của Nga trong nhiều thập kỷ và khả năng chiến đấu cũng như cách bố trí của lực lượng này cần phải được điều chỉnh. Tóm lại, lực lượng phòng vệ Nhật Bản cần nắm vững các hoạt động phối hợp tác chiến để ba binh chủng của mình có thể hoạt động cùng lúc. Nếu không, sức mạnh của mỗi đơn vị không thể tăng lên. Những bài kiểm tra thường xuyên, các cuộc tập trận đã được khởi động. Nhưng việc thành thạo các hoạt động phối hợp nhiều bên cần sẽ mất vài năm. Triệu tập công nhân nhập ngũ cũng là một vấn đề khác. Nhiều năm qua, số lượng quân nhân nhập ngũ của lực lượng phòng vệ Nhật Bản luôn thấp hơn mục tiêu 20%. Tuy nhiên, nguyên nhân không phải do sự sụt giảm dân số, nguyên nhân nhiều hơn đó là mấy chục năm qua, phía chính phủ, truyền thông và giới học thuật cố gắng hạ thấp uy danh và trói buộc lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Vì vậy, phục vụ trong lực lượng này chưa bao giờ là ngành nghề được mọi người tôn trọng. Ngoài ra, thù lao phục vụ trong lực lượng phòng vệ Nhật Bản cũng rất thấp. Điều kiện sống hầu như khá hạn chế, càng không có được phúc lợi giống như phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ. Tuyên bố tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng thì dễ dàng. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn với Nhật Bản là sử dụng sao cho đúng. Dù là nhân viên tác chiến hay trang bị, Nhật Bản thực sự không biết chiến tranh cần những gì. Trước một quân đội liên tục chuẩn bị cho chiến tranh như Trung Quốc, rõ ràng những người lính Nhật Bản không dám tự tin. Những điểm yếu khác cần được giải quyết khẩn cấp là những vấn đề thực tế như hậu cần, dự trữ chiến tranh, xử lý thương vong, thay thế nhân sự, huy động chiến tranh và phòng thủ dân sự. Nếu không có những điều này, sẽ khó có thể giành chiến thắng trong trận chiến. Về những khía cạnh này, Nhật Bản nhìn chung chưa sẵn sàng. Khả năng hợp tác và lực lượng Mỹ cũng cần được bồi dưỡng. Hợp tác giữa hải quân hai nước khá tốt, nhưng ngoài ra còn nhiều việc phải làm. Không thể tưởng tượng được rằng khi Mỹ và Nhật đã có quan hệ hợp tác quốc phòng hơn 60 năm, nhưng trong hợp tác giữa quân đội hai nước vẫn tồn tại nhiều vấn đề như vậy. Với một tâm thái phức tạp như đã phân tích, liệu Nhật Bản có phát huy vai trò tích cực trong bất kỳ cuộc xung đột nào giữa Trung Quốc và Mỹ về vấn đề Đài Loan hay không? Vai trò này là cần thiết, nếu không liên minh Mỹ-Nhật sẽ sụp đổ trong thời gian ngắn. Nhật Bản biết rất rõ ràng, phòng ngự của Đài Loan cũng là phòng ngự của Nhật Bản. Câu nói này của một sĩ quan lực lượng phòng vệ Nhật Bản cách đây vài năm đã được nhiều người hiểu. Không có gì ngạc nhiên khi Nhật Bản sẽ quan sát xem người Mỹ sẽ làm gì, sau đó mới nghĩ đến việc họ sẽ làm gì. Ngoại giới dự đoán rằng Nhật Bản sẽ chủ yếu triển khai lực lượng hải quân và đội tự vệ không quân để chi viện cho quân Mỹ hoặc trực tiếp tham chiến. Lực lượng phòng vệ mặt đất sẽ tích cực thực hiện các hoạt động giám sát và thực hiện công kích tầm xa trên các đảo trên Biển Đông, thậm chí có thể hoạt động cùng với thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Điều bất hạnh là Nhật Bản dường như chưa đưa ra các kế hoạch cần thiết cho tình huống khẩn cấp ở Đài Loan và không rõ liệu Nhật Bản và Mỹ có kế hoạch chung hay không. Có lẽ cách nghĩ của họ là khi xảy ra việc, xem tình thế mà làm, đương nhiên đó là cách xử lý có thể mang đến thất bại. Nhìn lại những thay đổi trong mấy chục năm qua, Nhật Bản đã có rất nhiều tiến bộ. So với tình hình quốc phòng của Nhật Bản vài thập kỷ trước, tình hình ngày nay không còn như xưa nữa, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm và thời gian không còn nhiều. Vào năm 2022, Nga tấn công Ukraine. Trước khi chiến tranh nổ ra, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm Bắc Kinh. Chính Trung Quốc tuyên bố rằng hợp tác Trung-Nga không có giới hạn. Sau khi chiến tranh nổ ra, Bắc Kinh chọn không lên án Nga và tiếp tục truyền máu cho Nga bằng cách tăng cường nhập khẩu dầu khí. Cùng lúc đó, mối đe dọa quân sự của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan tiếp tục leo thang. Tên lửa từ cuộc tập trận quân sự của Bắc Kinh quanh Đài Loan thậm chí còn rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Những sự uy hiếp trầm trọng như vậy là điều mà Tokyo chưa bao giờ dám nghĩ đến. Sau khi Nga tấn công Ukraine, những câu sáo ngữ như
Ukraine hôm nay, Đài Loan ngày mai, hay Ukraine hôm nay, Đông Á ngày mai, trở thành chủ đề nóng thu hút sự quan tâm rộng rãi của Nhật Bản và cộng đồng quốc tế. Đảo Yonaguni ở cực nam của Nhật Bản rất gần Đài Loan. Việc Trung Quốc chiếm được Đài Loan có thể đe dọa trực tiếp đến tuyến đường huyết mạch hàng hải của Nhật Bản. Bắc Kinh có thể lợi dụng điều này để tạo ra lỗ hổng trong chuỗi đảo đầu tiên, uy hiếp trực tiếp tới ba đồng minh của Mỹ ở Viễn Đông là Hàn Quốc, Nhật Bản và Philippines. Trung Quốc cũng có thể từ đó uy hiếp trực tiếp tới Hoa Kỳ, làm thay đổi Viễn Đông, thậm chí thay đổi cả trật tự quốc tế từ sau Chiến tranh Thế chiến thứ hai tới nay. Để đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc, Nhật Bản tuyên bố sẽ phát triển khả năng tấn công căn cứ của đối phương và dự trù tăng ngân sách cho quốc phòng. Dự kiến đến năm tài chính năm 2027, ngân sách quốc phòng của Nhật Bản sẽ tăng lên khoảng 2% GDP. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề xuất khoản ngân sách quốc phòng cao kỷ lục trị giá gần 53 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 6 tỷ đô la Mỹ so với năm ngoái. Trong khoản ngân sách này, khoảng 61 tỷ đô la Mỹ dành cho đảm bảo nguồn cung đạn dược và vũ khí, trong đó có tên lửa phòng không mới dành cho chiến hạm. Ngoài ra, khoảng 4,1 tỷ đô la Mỹ được dùng để tăng cường năng lực hậu cần cho quân đội Nhật Bản để triển khai vũ khí và nguồn lực tới các đảo phía nam nước này trong trường hợp khẩn cấp. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết khoản ngân sách đề xuất còn có hơn 116 triệu đô la Mỹ dành cho 3 tàu đổ bộ mới và khoảng 2 tỷ đô la Mỹ cho 17 trực thăng vận tải. Cơ quan này cũng muốn thành lập một đội quân vận tải chuyên dụng mới để cải thiện khả năng triển khai lực lượng. Nhật Bản sẽ dành khoảng 514 triệu đô la Mỹ cho chương trình phát triển tên lửa đánh chặn vũ khí siêu vượt âm với Mỹ, cùng với 438 triệu đô la Mỹ cho chương trình tiêm kích thế hệ tiếp theo với Anh và Italia. Rõ ràng Tokyo đã không còn như xưa. Họ đã đang cảm nhận được những mối đe dọa ngày càng lớn hơn từ liên minh Nga, Trung, Triều ở phía bên kia bờ biển. Mài sắc mũi giáo, chuẩn bị sẵn sàng tư thế cho chiến tranh chính là điều mà người Nhật ưu tiên hàng đầu lúc này. Và đến đây, chương trình của chúng tôi xin phép tạm dừng. Quý vị hãy để lại bình luận của mình ở bên dưới để cùng thảo luận với chúng tôi. Hy vọng quý vị đã yêu thích video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.